I'ma let it be. Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Anh trong đội tiếp xúc mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Nguyễn Trung Trực. Hôm nay là buổi thi cuối cùng của các sĩ tử 2K6. Hãy cùng mình lắng nghe, chia sẻ và cảm nhận của các sĩ tử sau buổi thi cuối cùng. Dạ chào anh, không biết anh tên gì, anh học lớp nào? Anh là Đặng Văn Sang, học lớp 12 vậy. Anh tên Trầm Châu Hảo, lớp 12A4. Anh tên Vũ Hoàng Khải, là học sinh của lớp 12A1. Chị tên Phạm Như Ý, lớp 12A5. Tên là Nguyễn Thế Sang, học lớp 12A7. Lê Văn Sáng, người ngồi 12A11. Anh Phạm Như Ý, 12A4. Chị là Lâm Thị Đinh Phi, học sinh lớp 12A6. Anh là Lê Văn Phi, học sinh lớp 12A8. Anh là Nguyễn Ngọc Thiện, học lớp 12A9. Dạ, sau khi thi xong môn cuối cùng thì cảm xúc hiện tại của mình như thế nào? Thì trước tiên là anh cảm thấy khá là hài lòng với kết quả mà mình đạt được, bởi vì anh cảm thấy là đề vừa xuất với bản thân và anh cảm thấy là bản thân có thể đạt được điểm mà anh mong muốn. Anh đã khá là hồi hộp vì không biết kết quả của mình như thế nào. Anh rất nhẹ nhõm. Chị chỉ muốn nói là trời má, đợi bao lâu cuối cùng là chị cái mùa hè của chị nó cũng đến. Cảm xúc của anh là rất là cũng hơi run, kiểu như không biết là kết quả nó như thế nào, nhưng mà anh cũng thấy là làm cũng khá là được. Cũng khá vui. Cảm xúc của anh dâng trào lắm em. Nó lý luyến lắm. Cảm thấy mừng vì học xong rồi, nhưng mà hơi lo không biết điểm ra sao. Hơi hồi hộp về điểm số thôi. Nhất anh là mừng khi thi môn cuối cùng xong. Dạ, việc đầu tiên làm sau khi thi xong của anh sẽ là đi về ngủ liền. Đi niệm Phật cầu cho qua môn. Chắc là về anh sẽ nhắn tin cho các giáo viên để bày tỏ cái niềm biết ơn của anh vì đã cùng nhau gắn bó trong một năm và cùng đồng hành với mọi người, cho nên là anh cảm thấy đã để lại cho anh. Chị về đó Liên Quân. Anh đi ngủ anh quá mệt rồi. Nghỉ ngơi và tra cứu điểm. Xíu anh về anh ngủ, còn Nghĩa Đen là tối nhậu. Nghĩ là sẽ về ôm mẹ. Đi chơi để xả stress mấy bữa nay. Xả stress cho thoải mái tinh thần. Anh có lời nhắn nhủ gì cho các bạn 2K7 năm sau hay không? Anh muốn nhắn là các bạn nên học sớm thì còn sớm đi, đừng có để cuối thời gian còn mới học, xéo rồi mà. Mấy đứa ơi, học sớm sớm nha, coi chừng giống anh. Chúc các bạn thi thật tốt, mặc dù mình thấy mấy cái đề trong sân khá là khó. Chắc là sẽ để lại cái vía 9 cộng của tất cả các môn ở đây cho các em 2K7 để năm sau các em có thể tự tin, bình tĩnh, chiến thắng. Và các em cũng đừng có lo, bởi vì các em vẫn là những cái thế hệ học sinh mới, cho nên anh nghĩ rằng là Bộ Giáo dục sẽ không có tàn sát với em trong cái kỳ thi sắp tới đâu. Mấy đứa cứ chơi đi rồi ôm lại đây cũng được, không sao đâu, đề tiếng Anh dễ lắm. Học kỹ đề. Thì 2K7 năm sau gán thi lên chứ đừng giống anh thôi, về là giống anh vậy đó. Giống anh là sao? Là gớt rồi đó em. Học sớm, học trước và khi thi thì bình tĩnh và tự tin. 2 tháng ôm thì đừng có lo đi chơi, học bài thôi, đừng có chơi nữa, không kịp đâu. Học bài trước khi thi nha mấy đứa. Dạ em cảm ơn. Chào anh có thể giới thiệu tôi là Trung úy Nguyễn Nghĩa, hiện đang công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự của công an huyện Chi Tôn. Thì được sự phân công của ban lãnh đạo công an huyện cũng như chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự, thì hôm nay tôi đến đây 2 ngày qua để bảo vệ an ninh trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2024 này, để đảm bảo cho các bạn thí sinh được thông thoáng thuận tiện để có một cái kết quả thi tốt nhất. Anh có cảm nhận chia sẻ thêm về 2 ngày qua? Sau 2 ngày thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thì tôi thấy các bạn thí sinh đến thi đảm bảo an ninh trật tự cũng như là phương tiện giao thông trật tự ổn định, các bạn làm bài tốt và có lẽ là có thể là trúng đề nên các bạn rất là vui ạ.